Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng những ngữ hoa sen. Mình là Quân. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp một cấu trúc nào trong chương trình sơ cấp N5. Các bạn cùng theo dõi bức tranh sau nha. Các bạn có nhìn thấy dòng chữ nhỏ trên màn hình không? Chúng ta cùng đọc nào. Kochira de gozaimasu. Có nghĩa là gì các bạn? Chúng ta có kochira de gozaimasu là cách nói lịch sự của koko desu. Thế thì trong trường hợp này chúng ta sẽ dịch câu này như thế nào đây? Là ở đây, chỗ này, thưa ngài. Kochira ngoài mang ý nghĩa là giống với koko, ở đây, chỗ này, thì kochira còn dùng để chỉ phương hướng, lối này, phía này. Vậy thì ngoài cách nói lịch sự của koko là kochira, chúng ta còn có những cách nói lịch sự nào của soko và soko đây? Các bạn cùng theo dõi tiếp nha. Tương tự như koko dùng để chỉ một địa điểm trong phạm vi của người nói, gần người nói, chúng ta có thể thay bằng kochira, ở đây, chỗ này, phía này. Ngược lại, để chỉ một địa điểm trong phạm vi của người nghe, gần người nghe, chúng ta có soko bằng với sochira, chỗ đó, phía đó. Và để nói đến một địa điểm xa cả hai người, chúng ta có asoko bằng với achira, chỗ kia, lối kia, phía kia. Vậy thì cách nói lịch sự của nghi vấn từ doko là gì đây các bạn? Chính là dochira, ở đâu, chỗ nào, phía nào. Ở video trước chúng ta có mẫu câu koko soko asoko wa địa điểm desu. Vậy thì chúng ta có thể thay bằng kochira sochira achira wa địa điểm desu. Nghĩa vẫn không thay đổi, vẫn là chỗ này, chỗ đó, chỗ kia là địa điểm, hoặc là phía này, phía đó, phía kia là địa điểm. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng đi vào phần ví dụ nha. Ở đây là nhà ăn của công ty đúng không nào? Nhà ăn của công ty trong tiếng Nhật là gì các bạn? Là sokudo. Vậy thì anh trai này muốn giới thiệu với khách đây là nhà ăn của công ty thì anh sẽ nói như thế nào đây? Kochira wa sokudo desu. Kochira wa sokudo desu. Đây là nhà ăn của công ty. Thế thì anh cũng có thể nói là nhà ăn của công ty thì ở đây, ở chỗ này đúng không nào? Sokudo wa kochira desu. Sokudo wa kochira desu. Iいですか? Vậy là những mẫu cấu trúc liên quan đến koko, soko, asoko chúng ta đều có thể thay bằng kochira, sochira, achira hết đúng không nào? Cũng như là chúng ta có người, địa điểm, đồ vật wa koko, soko, asoko desu. Chúng ta có thể thay bằng người, địa điểm, đồ vật wa kochira, sochira, achira desu. Nghĩa là người, địa điểm, đồ vật thì ở chỗ này, chỗ đó, chỗ kia. Ở đây chúng ta có gì các bạn? Có vẻ như là chị gái này đến văn phòng để tìm anh Yamada đúng không nào? Và đã được nhân viên của công ty dẫn cho đến tận cửa văn phòng và giới thiệu cho là Yamada-san wa soko desu. Hoặc có thể nói là Yamada-san wa sochira desu. Anh Yamada thì ở chỗ đó. Còn ví dụ này thì sao các bạn? Achira wa Kimura-san no heya desu ka? Hai, so desu. Achira wa Kimura-san no heya desu ka? Hai, so desu. Kia là phòng của anh Kimura phải không? Vâng, đúng vậy. Ở đây chúng ta có Sacho wa dochira desu ka? Sokudo desu. Sacho wa dochira desu ka? Sokudo desu. Giám đốc ở đâu vậy? Giám đốc ở nhà ăn. Nhìn bức tranh này các bạn có thể đoán được là các bé thuộc các quốc gia khác nhau đúng không nào? Chúng ta cùng nghe các bé tự giới thiệu nhé. Kuni wa dochira desu ka? America desu. Indo desu. Kuni wa dochira desu ka? America desu. Indo desu. Đất nước của bạn ở đâu vậy? Đất nước của tôi là Mỹ, là Ấn Độ. Nghi vấn từ dochira ngoài dùng để hỏi người, địa điểm, đồ vật ở đâu thì còn dùng để hỏi tên của quốc gia, tên của công ty. Cũng như là ví dụ tiếp theo chúng ta có tại một bữa tiệc giữa các doanh nhân họ đã làm quen với nhau bằng cách Kaisawa dochira desu ka? AMC desu. Kaisawa dochira desu ka? AMC desu. Công ty của bạn là công ty gì vậy? Công ty của bạn tên gì vậy? Công ty của tôi là công ty IMC. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay cùng với mình. Các bạn nhớ ôn và luyện tập nhiều hơn về mẫu ngữ pháp ngày hôm nay nha. Hey, minasan, sayonara, mata kondo, yoroshiku negashimasu.